Mua để ở thì đầu tiên là chúng ta xác định rằng là đâu là những ưu tiên của quý vị. Tôi thường có một cái hướng dẫn cho một số các nhà đầu tư rằng chúng ta có thể chia ra thành ví dụ như là từ 5 đến 10 các ưu tiên hàng đầu của mình. Có thể chúng ta ở một mình thì chúng ta dễ rồi. Nhiều khi ở mình thì nhiều khi cần gần gọi là cái sân bóng hoặc cần gì đó chúng ta, đối với chúng ta đó là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà với gia đình chẳng hạn thì có sẽ ưu tiên của bố, ưu tiên của mẹ, ưu tiên của con. Ví dụ ưu tiên hàng đầu thường là của vợ và con đúng không ạ? Thì sẽ là gần trường học, gần bệnh viện. Tiếp theo là gần cái chỗ gọi là nơi làm việc. Thì ba yếu tố đó, giả sử chúng ta chọn trong 10 cái yếu tố, chúng chọn ba yếu tố quan trọng nhất. Chúng ta tạm thời bỏ qua yếu tố về tiền bạc để sau. Tí nữa tôi sẽ nói vì sao nguyên nhân như vậy. Sau khi chúng ta chọn ba yếu tố như vậy, chúng ta sẽ xác định, ví dụ chúng ta quay ba cái vòng tròn, chúng ta xác định là một cái khu vực mà chúng ta sẽ xác định đây là cái khu vực mà chúng ta cảm thấy thoải mái nhất. Và khi chúng ta cảm thấy thoải mái nhất thì điều đó có nghĩa là gì? Tức là hàng ngày cái việc đi lại chúng ta sẽ đỡ tốn thời gian, hàng ngày cái việc đưa đón con cái đỡ tốn thời gian, và hàng ngày chúng ta có nhiều thời gian hơn để phát triển tập thể dục thể thao, rồi phát triển những cái năng lực khác. Thì điều đó sẽ giúp chúng ta làm sao? Cảm thấy cuộc sống nó thoải mái hơn. Sau khi chọn được khu vực ra thì đầu tiên tiếp theo chúng ta sẽ cần lưu ý ra vấn đề về mặt gọi là tài chính. Trong bất cứ khu vực nào Hà Nội, chúng ta hãy yên tâm rằng là luôn luôn có đầy đủ các cái phân khúc. Chúng ta không phải quá lo ngại rằng là chúng ta tập trung vào đây, giả sử không có cái này không có cái kia thì sao. Điều đó nó hơi sai. Và chúng ta hãy nhìn vào, sau khi chúng ta nhìn xong, chúng ta nhìn chẳng hạn tầm tiền chúng ta là tầm từ 2-4 tỷ. Tiếp theo chúng ta sẽ lọc ra trên toàn bộ những cái lượng hàng trên thị trường ở khu vực đó đâu là từ 2-4 tỷ, bắt đầu chúng ta sẽ tìm kiếm tiếp đó. Một sự lựa chọn nữa là nếu chẳng hạn 2-4 tỷ là tiền thực chúng ta đang có, nhưng mà chúng ta có thể dùng được đòn bẩy nữa. Như vậy 2-4 tỷ trở thành 4-6 tỷ, thì chúng ta hoàn toàn có thêm một sự lựa chọn nữa, ta mở rộng thêm những cái lượng hàng. Như vậy chúng ta là có cái lượng hàng từ 2-4 tỷ, chúng ta lựa hàng 4-6 tỷ, kết hợp với việc kế hoạch tài chính chúng ta có, thì chúng ta sẽ tiếp tục ra đi tìm kiếm. Và ví dụ chúng ta lọc ra khoảng độ 5-10 cái chung cư mà chúng ta sẽ đi tìm kiếm. Và tôi xin lưu ý rằng đến bước tiếp theo là chúng ta phải dành thời gian để đi gọi là mục sở thị để theo dõi. Thậm chí một số người, người ta rất là cẩn thận, người ta còn đến vào những cái thời điểm mà đường đông nhất, đến ở những cái thời điểm mà khu vực mà trời mưa để xem là cái khu vực chung cư như thế nào. Thực tế đấy cũng là một trong những ưu điểm khi mà chúng ta đi mua nhà gọi là thứ cấp giai đoạn này, tức là nó tất cả nó hiện diện ra rồi. Chúng ta không mất thời gian, chúng ta phải đoán rằng là tương lai nó hình thành như thế nào, ở có thích hay không. Thậm chí chúng ta lên một cái group Facebook của khu dân cư, chúng ta đi hỏi, ta cũng thể nắm được thông tin. Chúng ta thậm chí chúng ta thuê một cái căn nào đó trong một tháng, chúng ta ở đấy chúng ta xem thực tế như thế nào. Thực tế vì sao chúng ta phải cẩn thận như vậy? Vì có rất nhiều những cái trường hợp xảy ra rồi, là chúng ta đến, chúng ta cảm thấy chúng ta chỉ ở trong khu nhà của riêng mình, chúng ta thấy ok, nhưng mà thực tế phát sinh là gì? Hàng xóm rất ồn ào, cách âm không tốt, rồi phát sinh những vấn đề về tắc đường, rồi là không có chỗ đậu xe. Thì có quá nhiều những cái thứ mà chúng ta hoàn toàn có thể chúng ta dành thời gian một chút, chúng ta sẽ giảm bớt những cái sự khó chịu của chúng ta sau này. Tiếp theo nữa là một cái nữa cũng rất quan trọng là chúng ta thích nhà đất hay chúng ta thích chung cư. Trong cái gọi là tập từ 2-4 tỷ thì có rất nhiều những cái lượng hàng liên quan chung cư, nó chiếm trên 50%. Còn cái gọi là nhà đất rồi là nhà và đất thì chiếm khoảng độ từ 25-18%, 18-25%.